khi mà mình sinh cháu ra rồi, hai mẹ con có hòa thuận về cái cách dạy con không chị? Thí dụ như mình sinh cháu ra rồi là một tay mẹ lo hết, tức là lúc đó không còn mẹ nữa, là cứ sanh ba đứa cháu là mẹ lo hết, từ cái mà nấu ăn, cái xông, cái hơ mình đâu có biết đâu, từ mẹ làm hết cho, nấu từng ly nước mẹ đó, rồi mẹ gội đầu cho mẹ làm hết trơn vậy đó, mẹ làm hết trơn luôn đó. Con đau của mẹ ơi, con nó nóng đầu thì làm sao? Mẹ nói ra lấy cái lá này lá kia nấu rồi xông cho hắn rồi, hay là cái kia, là có mẹ là yên tâm ghê lắm. Vậy thì sau 30 năm như vậy đó, thì bà có mong muốn điều gì thay đổi của con dâu không? Có muốn cái điều gì tốt hơn với con dâu không anh? Thì mà ba mong muốn á, là con dâu là trực thăng với một, để cái ngày bà nằm chỗ, để con dâu yêu thương cái ngày bà khỏe. Bà mừng cái điều này chứ. Chỉ như đó thôi. Ý là bây giờ thương mẹ như vậy thì mai mốt mẹ nằm một chỗ á, thì vẫn thương mẹ như thế. Bây giờ cứ nằm vậy mà cứ lo thôi. Thấy ai mà chết vì đột quỵ rồi đó, cứ ngồi nhớ chứ, trời ơi, ước chi mẹ còn đứa này mà chết xong nó mau khỏe cho tụi con nữa, tụi con khỏi phải đem mẹ đi bệnh viện rồi. Đời cứ nói vậy đó, mình cũng tuổi chứ, mình nói chứ thôi mẹ đừng có lo, cái khi nào á mà mẹ chết thì mẹ về rồi con cũng nghỉ hưu rồi con về con chăm cho mẹ, mà đừng có lo gì cái chuyện đó hết. Thí dụ như bây giờ á là mẹ có nằm một chỗ thì bây giờ mẹ cứ đặng khỏe 2 năm đi, 2 năm nữa là mà con về rồi thì con chăm cho mẹ, mà đừng có lo gì hết. Đâu có lo, bà con thương mình 30 năm nay còn hơn con ruột mà bà nhờ, thì đâu có lo chuyện đó đâu, đúng không bà? Chưa khi trời mình nằm lâu ngày á anh. Yeah. Rồi con cái tập phân thiền á, nên bà chỗ ai nằm lâu năm bà sợ lắm. Năm ba ngày thôi. Bà còn khỏe lắm, bây giờ á Việt Nam mình á giờ là cái chỉ số tuổi tăng lên, người ta sống 100+ tuổi không à bà. Đừng lo. Bà cũng phải 120 á. Là chưa. Chưa. Thì có muốn mong muốn gì của bà ở bà không? Bây giờ cái điều mà con mong muốn ở mẹ nhất á, là mẹ cứ giữ biết chăm sóc sức khỏe của mình như vậy. Tức là mẹ là không cần nói chứ mà hãy đi về là thuốc men là uống đúng, đúng giờ đúng giấc. Rồi không bao giờ là dùng hóa chất. Thí dụ như là đi tắm rửa là chị đi ra là hái lá dứa, lá đinh lăng là chanh. Rồi bỏ nắm tay bộ kết nấu là tụi tạm rồi gội đầu chứ không, không hòa chứ. Con muốn ở mà nữa là một cái là mà đừng có tiết kiệm quá. Thí dụ như cái dẻ lâu chén á, mà nhiều khi nó mòn rồi, mà mình quăng ra ngoài rồi, cái ngày mai thấy nó ở trong cái chỗ lâu chén à. Rồi lấy nữa, quăng ra chỗ khác. Rồi lại thấy bà đi quét sân á, rồi bà lượm lại bỏ vào đó lại. Hồi đó giờ bà có lên tivi lần nào chưa? Bà hạnh hạnh nhất là được lên TV để con cháu đường xá, hạnh tại bà đang khỏe lành mừng. Thấy chưa, con cháu bà tới 19 đứa rồi ha. 19 đứa, mà chưa thì... đấy còn được một số đông nữa rồi. Sẵn đây bà có nhắn nhủ gì con cháu không? Chưa dành dụ với con cháu là khi muốn cầu nguyện cho con cháu đừng có những chuyện gì bất ngờ, tai nạn rồi chứ bất ngờ, cứ con cầu cho nội ngoại chứ sức khỏe là bà mừng. Dạ. Rồi, hôm nay chương trình rất là vui khi đón chào bà đến đây. Nãy giờ những gì mình đã nói rồi, mong muốn giữa mẹ chồng nàng dâu, mà Quỳnh Linh nghĩ rằng không phải là giờ mẹ chồng nàng dâu đâu, mẹ ruột con ruột đấy. Ha, thôi chúc cho bà thật nhiều sức khỏe. Đời cuối cùng con muốn nói với mẹ là nếu mà kiếp sau mà có thì cùng xin được làm con dâu của mẹ. Hai mẹ con ôm nhí như chặt với nhau nào. Vời quá. Dâu bây giờ khóc mấy lần luôn hả bà? Cảm ơn những cái tình cảm đặc biệt giữa mẹ ruột con ruột. Không giờ cũng không còn cái khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu nữa, mà Quỳnh Linh cũng mong muốn rằng tất cả những cặp mẹ chồng nàng dâu nào chúng ta đang xem, chúng ta cần nên kết nối chặt hơn nữa. Giống như cặp này thấy thương quá. Con xin tặng bà kỷ niệm của chương trình. Dạ bà, con xin gửi tặng cho bà một phần quà, đó là thực phẩm chức năng Natto Enzyme ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Còn đây, em xin gửi tặng chị Natogen, tăng cường và giải độc đứt răng gan. Rồi, chúc bà thật nhiều sức khỏe. Chúc chị hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà. Bà được lên TV. Nhớ gì đón xem nha bà.
Dạ, dạ rồi. Bà.